xin chào các quý vị khán giả theo dõi kênh kiến thức chuyên sâu nhé có thể trong một vài video trước của tôi có nói về tình hình chung của châu lúc này thì sẽ có rất nhiều bạn không tin tuy nhiên vào bây giờ nó đã trở thành một tình hình thực tế ngày càng có nhiều người dân của châu âu đổ xuống đường để chút cơn giận của mình trước giá năng lượng đang tăng cao nó dẫn đến một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt họ tự đưa chính mình vào thế tứ bề gặp khó vì một lý do rất đơn giản đó là áp các lệnh trừng phạt lên nguồn dầu và khí đốt đến từ những người nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài chưa từng có trong hàng thập kỷ qua thì các nhà lãnh đạo của châu âu dường như họ vẫn ưu tiên chính trị và tư tưởng hơn là lo cho cuộc sống của những người dân và nền kinh tế của chính quốc gia họ bằng cách vẫn chơi một trò chơi cứng rắn với cả những người Nga. Đúng vậy, dù họ chưa phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng, nhưng họ cũng đã và đang thực hiện các biện pháp được gọi là hà khắc nhất trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Nền dân chủ của họ đang phải đối mặt đúng theo tên gọi nghĩa đen của nó, đó là dân, chủ động xuống đường. Dường như chủ đề về một châu Âu khốn khó vì thiếu năng lượng khi mà bài khí đốt từ những người Nga đã trở thành một niềm cảm hứng bất tận cho những người có tính cả khịa trong máu. Cuộc sống vẫn vậy, vẫn cuồng quay của nó và bạn vẫn sẽ gặp những người vô gia cư lang thang trên những con phố sầm uất và giàu có nhất của châu Âu. Chỉ khác là trước đây khi bạn hỏi bọn họ làm thế nào mà các bạn lại trở thành những người vô gia cư thì chắc bạn sẽ nhận được một câu trả lời đại loại như do chúng tôi bài bạc hoặc chúng tôi dính vào mai thúy. Đúng vậy, Trước đây chỉ có lười thì mới trở thành người vô gia cư ở châu Âu Thì ngày nay khi bạn hỏi họ câu hỏi đó Câu trả lời có lẽ sẽ khiến bạn ngã ngửa Lý do rất đơn giản Bởi vì tôi đã quên tắt đèn Và tôi ngồi đây với một hóa đơn năng lượng không thể thanh toán Có thể bạn nói là tôi đang khịa Hoặc các bạn cũng có thể nói là tôi đang nói quá lên vấn đề ở trời Âu Nhưng có một sự thật mà không thể phủ nhận rằng Hóa đơn tiền điện tại khu vực này đã tăng gấp năm mất 10 lần chỉ trong vòng hơn một năm qua nó rất hài nhưng cũng rất buồn. trong khi châu Âu thì đang gặp khó khăn, những người Mỹ thì lại đang hưởng thụ từ cuộc khủng hoảng đó. họ vẫn tiếp tục chi hàng trăm triệu đô la để ủng hộ Ukraine chống Nga. nếu họ thực sự khó khăn, thì ai lại làm điều đó? tôi thì không ở trời Âu nên không biết sinh hoạt của người nghèo ở những người châu Âu ra sao. tôi chỉ là một người dân có thu nhập trung bình ở Việt Nam. Được cái thì cũng không phải lo lắng lắm về vấn đề cơ máu gại tiền Khí đốt thì lại càng không phải thứ suy nghĩ trong đầu Tác dụng duy nhất của nó với tôi là chỉ để gián chứng Vì vậy nếu dùng số liệu của trời Âu so sánh với Việt Nam Một đất nước không phải chịu lạnh thì thật sự là khập khiễng Vì vậy tôi sẽ cho các bạn đang sinh sống ở trời Âu một con số Đó là giá khí đốt của các bạn đang phải trả ở trời Âu Nó cao gấp 40 lần giá khí đốt mà những người Nga đang phải trả tại quốc gia của họ Câu hỏi được đặt ra là Liệu những người nghèo của châu Âu có thu nhập cao gấp 40 lần những người nghèo ở Nga không để mà có thể chi trả được hóa đơn năng lượng cao ngất ngưỡng này? Tôi không nghĩ là những người nghèo ở châu Âu có thể giàu hơn những người nghèo ở các quốc gia khác bởi vì nghèo thì vẫn là nghèo. Và cuối cùng, việc bạn trở thành một người vô gia cư chỉ vì quên tắt đèn, nó không còn là một trò đùa mà tôi nghĩ ra chỉ để đăng Youtube. Xem nào, chẳng phải ngay cả một quốc gia giàu có như là Thụy Sĩ, họ cũng đã phải ban bố một tình trạng khẩn đối với cả người dân của mình, yêu cầu để nhiệt độ phòng theo ngưỡng cho phép ở những ngôi nhà được sưởi ấm bằng khí đốt. Vâng, ở một nước Thụy Sĩ, luôn được coi là niềm tự hào của nền tự do và dân chủ, thì chính phủ của họ được cho là yêu cầu những người dân là không để nhiệt độ của phòng mình trên 19 độ. Bất cứ một ai làm nóng phòng mình trên 19 độ thì không chỉ đối mặt với cả tiền phạt mà còn phải chịu một án tù lên đến 3 năm nếu chính phủ chứng minh được rằng bạn đang cố tình làm điều đó. Nói ra để các bạn hiểu được tình hình của châu Âu bây giờ nó đang khốn khó đến giường nào. Chẳng thế mà ngay cả Tổng thống của Ukraine là Zelensky thay vì giờ này ông ấy đang phải ngồi bàn bạc với những binh sĩ của mình thì ông ấy lại lo lắng cho những người ở châu Âu. Thay mặt những người Mỹ thì Tổng thống Zelensky đã dăn dạy những người ở châu Âu rằng hỡi những bạn bè của tôi ở Liên minh châu Âu đây chính là thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử của các bạn khi mà chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng trở nên sâu sắc. Các bạn có 90 ngày của phía trước, đó là toàn bộ những gì của mùa đông năm nay. Nó còn có ý nghĩa quan trọng hơn 30 năm độc lập của Ukraine. 90 ngày này còn quan trọng hơn tất cả những năm tồn tại của Liên minh châu Âu. Mùa đông sẽ quyết định tương lai của chúng ta hoặc những rủi ro của nó. Ôi chúa của tôi ơi, một lời chia sẻ đầy sự chân tình và sâu sắc từ quý ông Zelensky nhưng lấy 30 năm nền độc lập của quốc gia mình để đi so sánh với 3 tháng mùa đông của châu Âu đã cho thấy rằng trong mắt ông ấy, giá trị của đất nước Ukraine nó thật sự nhỏ bé đến nhường nào. Giờ bạn đã hiểu tại sao quốc gia này lại ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nó cũng không phải không có nguyên nhân của nó. Ngoài việc chia sẻ những thương đau với cả Liên minh châu, trong bài phát biểu của mình, ông ấy thậm chí còn hy vọng rằng những người Nga sẽ cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt của họ tới châu Âu. Sau đó ông ấy lại thể hiện một hành động khó hiểu khác Đó là quay ra cầu xin Liên minh châu Âu rằng Xin đừng thỏa hiệp với Tổng thống Putin Xin đừng nối lại nguồn cung cấp khí đốt từ những người Nga cho châu Âu Ông ấy đang muốn cái quái gì vậy? Vừa muốn những người Nga cắt đứt hoàn toàn với châu Âu Lại vừa muốn châu Âu đừng có nên xin sỏ những người Nga Để nối lại nguồn cung cấp khí đốt Có vẻ như ông ấy đang muốn cuộc khủng hoảng năng lượng này Ngày càng lan rộng ở châu Âu Nói một cách đơn giản là những hành động của ông ấy rất phù hợp với chủ trương của những người Mỹ đó là làm mọi cách để chia rẽ sâu sắc mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu. Qua đó sẽ khiến cho châu lục này không thể quay đầu. Cuối cùng thì họ chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại vòng tay của người Mỹ trong sự suy yếu. Trách ai bây giờ đây, họ chỉ có thể tự trách bản thân mình khi mà trí tuệ của mình không bằng những người khác. Khi mà những người Mỹ hô hào châu Âu để thực hiện các biện pháp tích cực chống lại Nga, thì trong các vấn đề năng lực, Mỹ cũng không tiếc công sức của mình bán vô vàn nguồn dầu và khí đốt của mình cho những người thuộc liên minh trong khối. Theo một số liệu thống kê, thì những người Mỹ đã gửi gần 3 phần tư tổng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của mình đến châu Âu chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2022. Và đến bây giờ thì vẫn vậy, lượng hàng mà người Mỹ chở đến châu Âu đã tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, theo một trích dẫn từ Bloomberg. Được rồi, Họ chỉ là giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn thôi Đừng có hỏi cái giá làm gì Mất tình nghĩa anh em lắm Những người dân châu Âu sẽ là những người khổ nhất Sau cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine Tuy nhiên như chúng ta đã thấy Thì xét theo phản ứng của các nhà lãnh đạo châu Âu Dường như họ vẫn quyết tâm bài Nga Cho đến người châu Âu cuối cùng Tôi không biết phải nói như thế nào Nhưng dường như các lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu Có phong cách ngày càng trở nên giống với cả Zelensky có lẽ nào trong mắt bọn họ tất cả những gì đã và đang xảy ra cho cuộc khủng hoảng năng lượng này vẫn còn là chuyện bình thường? Hãy xem kìa, ở Ba Lan đã có những hạn chế đối với các hộ gia đình mua than. Họ phải đăng ký trước một tháng và khẩu phần không quá 3 tấn mỗi hộ. Nhưng khi đã đến tháng 8 thì họ lại cho phép những người dân vào trong rừng để thu gom những cây gỗ bị mủng nát. Nghe thì có vẻ rất thương dân, do dân và vì dân, nhưng bạn chỉ có thể xách chúng ra được nếu xì ra tiền trong túi. Quy trình là sau khi các bạn đã gom các cây gỗ mục nát Thì sau đó các bạn sẽ phải đến gặp kiểm lâm Và kiểm lâm sẽ xuất hóa đơn cho các bạn Các bạn trả tiền rồi cầm gỗ đi về Tất nhiên là cách này cũng ok Nó rẻ hơn giá khí đốt Nhưng của đáng tội là gỗ đâu mà có thể lấy được mãi Bất kể là nó có mục nát hay hoàn thiện ra sao Thì việc chặt phá rừng sẽ dẫn đến những hệ lụy Mà tai hại trong tương lai hơn khí đốt rất nhiều Donald Sturt, cựu thủ tướng của Ba Lan phát biểu trong hoảng sợ về giá khí đốt đang tăng cao trước truyền thông rằng một chiếc thỏng lọng đang thắt chặt đến mức trong tháng riêng và tháng hai hàng chục có thể là trăm nhà máy tốt nhất của Ba Lan sẽ sụp đổ. Tình hình thực sự đang trở nên rất gay cấn. Những gì đã xảy ra trong vài tuần qua là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Cái giá mà những công ty dầu khí đưa ra cho Ba Lan nó đã tăng từ 12 đến 15 lần. Năng lượng đang trở thành một thứ xa xỉ phẩm ở trời Âu. Tại 16 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, bao gồm cả Bỉ, tiền điện đã cao hơn mức lương tối thiểu trong cả tháng. Thậm chí một chính trị gia người Pháp là Nicolas Dubon đã phải thốt lên rằng đã đến lúc nên chấm dứt những người đã và đang phá hủy các ngành công nghiệp năng lượng của chúng ta dẫn đến tình trạng tắc nghẽn. Chúng tôi cần hòa bình ở Ukraine, chấm dứt các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Đây là sự tự sát đối với các công ty của chúng tôi. Tôi không hiểu là chúng ta đang bảo vệ những giá trị nào khi mà chúng ta phải mua khí đốt từ Ả Rập Saudi hoặc Qatar với cái giá mà chúng ta phải trả gấp 10 lần. Sự bực tức của vị chính trị gia này không phải không có lý do, vì tại Pháp đã có hơn 30 bể bơi do công ty tư nhân là Vermarine điều hành phải đóng cửa bởi vì hóa đơn tiền điện của họ đã tăng vọt từ 15 triệu euro lên thành 100 triệu euro. Số phận tương tự cũng đang chờ đợi các bể bơi của thành phố, chi phí đang trở nên dần cắt cổ. Hãy nhớ rằng nước Pháp là một quốc gia xuất khẩu điện hàng đầu của Liên minh châu và giờ đây thật néo le khi mà họ lại gặp phải cảnh khó khăn về năng lượng như vậy để trả lời cho vấn đề này thì tổng thống pháp macron người đang có số phiếu thăm dò trong nhân dân giảm mạnh phân tích rất logic rằng năng lượng tốt nhất là năng lượng không được sử dụng theo ý của vị phi công này thì ông ấy muốn khuyên những người dân pháp rằng nếu bạn gặp khó khăn về năng lượng tốt nhất hãy hạn chế sử dụng nó như vậy là sẽ hết khó khăn rồi sau đó một lần nữa vị tổng thống Pháp này nhấc máy lên và gọi điện cho Zelensky để bày tỏ sự đoàn kết của mình trong công tác phòng chống Nga. Họ sẽ tiếp tục tài trợ thêm vũ khí cho Kiev. Được rồi, tôi còn có thể nói gì? Khó khăn của Liên minh châu là trong mắt những người dân chúng ta thấy vậy thôi, còn giới lãnh đạo của họ thì không nghĩ như vậy. Chẳng phải họ vẫn tiếp tục thoải mái bơm tiền cho Kiev trong công tác phòng chống Nga mà. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé còn bây giờ thì bye bye